Đinh Y Nhung, cánh hoa lạc giữa showbiz. Đinh Y Nhung là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô cũng là một trong số những nữ diễn viên được ghi nhận vì có sự lan xả cho từng vai diễn. Dẫu cống hiến không ít cho nền nghệ thuật, song Đinh Y Nhung vẫn chọn cho mình một lối đi riêng, không hào quang, không sóng gió mà bình lặng như nắng mai, sương sớm giữa núi rừng Đại Ngàn. Lặng lẽ đi bên lề showbiz. Hơn 10 năm làm nghệ thuật với những đóng góp không nhỏ, nhưng đến nay vẫn có người lớ ngớ khi nhắc đến tên Đinh Y Nhung. Bởi ngoài làm diễn viên, cô ít khi chịu chia sẻ về bản thân hay cuộc sống riêng tư của mình. Đinh Y Nhung là người dân tộc Hơ Rê, quê ở Ba Tơ, Quảng Ngãi. Cô được mọi người biết đến khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2000. Lúc này cô vừa học xong ngành múa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Sau cuộc thi, Đinh Y Nhung rời quê nhà vào Sài Gòn sinh sống và gắn bó với nghệ thuật cho đến bây giờ. Nữ diễn viên sinh năm 1980 từng gây ấn tượng ở vai diễn đầu tiên trong bộ phim 39 độ yêu với nhân vật Marilyn Mai. Sau đó là hàng loạt bộ phim với các vai diễn nặng ký như Công nghệ thời trang, Ngã rẽ, Phiên chợ số, Mẹ và con trai, Lấy chồng người ta. Gần đây nhất là phim Những ngọn nến trong đêm 2. Không những vậy, cô còn được ra nước ngoài để tham gia vào dự án điện ảnh Integrate của Đức. Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, Đinh Y Nhung cũng không ít lần mang về những giải thưởng lớn như Cánh diều vàng, Mai vàng hay Ngôi sao xanh. Sở hữu không ít vai diễn tương đối nặng về tâm lý như Đanh đá, Chuông hoa, Ăn chơi hư hỏng, Làm gái đáng thương, Nghèo khổ. Tất cả đều được cô nhập vai một cách xuất thần, khiến nhiều người còn lầm tưởng ở ngoài đời cô phải thành thạo lắm mới diễn đạt đến như vậy. Tuy nhiên, nếu gặp Đinh Y Nhung ngoài đời, hẳn sẽ rất ngạc nhiên bởi sự dịu dàng và kín đáo của cô. Nhiều người nói Nhung ngoài đời chắc có cuộc sống khắc khổ lắm mới đóng được những vai diễn nhập tâm như thế, hoặc cũng ăn chơi trác táng dữ lắm mới đóng những vai gái gú nhảy nhót vũ trường. Thậm chí có người còn chưa gặp Nhung ngoài đời bao giờ, chỉ nhìn qua màn ảnh nhưng lại gán cho mình là người chảnh chọe, khó gần hay ngôi sao. Trong khi Nhung chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao cả, một cánh của ngôi sao cũng không dám nghĩ tới. Nhưng họ không hiểu, họ chỉ nhìn thấy Nhung khô khan ít nói và họ quy chụp như vậy thôi. Cô cười buồn. Đinh Y Nhung chia sẻ, thay vì bận tâm chuyện không vui, cô dành thời gian vào việc học, trau dồi thêm những kiến thức về ngành nghề mình đang theo đuổi. Cô còn thú nhận, từ ngày có ông xã ở bên cạnh, cô gần như không quan tâm thế giới ngoài kia có gì đang diễn ra. Ngoài việc đi diễn, cô dành toàn bộ thời gian còn lại để vun vén chăm sóc gia đình, bản thân. Hãy để tôi là một bông hoa giản đơn. Trong khi nhà nhà làm diễn viên, người người làm diễn viên và ai cũng nhìn thấy rất rõ một điều rằng showbiz đang ngày càng quá dễ dãi trong việc chiều chuộng những người thích nổi tiếng, ưa làm ngôi sao, thì Đinh Y Nhung lại chọn cách đi bên lề, chịu thiệt thòi một chút về độ nổi tiếng, nhưng đổi lại, cô cảm thấy an nhiên trong tâm hồn. Mặc dù sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ là thế, song cô bảo hãy cứ để mình được là một bông hoa đơn giản thôi, được sống một cuộc sống bình thường như những người bình dân đang sống. Đừng trao cho Nhung những danh hiệu như ngôi sao hay người nổi tiếng, bởi điều kiện để trở thành ngôi sao của mình không đơn giản như vậy, mà phải là người thật sự giỏi giang, tài năng và nổi bật kia. Đinh Y Nhung chia sẻ, trong khi những người nghệ sĩ khác vừa chân ướt chân ráo vào nghề, đã có nhà lầu xe hơi, thì cô với phương châm chậm mà chắc đã lăn lộn với phim trường đến hơn 10 năm mới tích cóp cho mình một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, có một tên tuổi nhất định trong làng giải trí, một vài bộ phim để lại dấu ấn và những giải thưởng giá trị để minh chứng cho sự cống hiến nỗ lực hết mình trong sự nghiệp. Với cô như thế là mãn nguyện. Và quan trọng nhất là cô có được một gia đình mà mỗi khi bước chân ra ngoài, đó chính là nơi để bản thân có động lực quay trở về sớm hơn. Ngôi nhà nhỏ xinh ấy có ông xã là đạo diễn Lưu Huỳnh và con gái Ivy đáng yêu. Cô cho rằng không có gì khác ngoài gia đình là chỗ dựa vững chắc, là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu thương tuyệt vời nhất đối với mình. Nên dù có là ai hay có làm gì đi chăng nữa, cô vẫn muốn dành hết tất cả thời gian tâm sức để nuôi dưỡng cái gia đình nhỏ ấy, như chính ngày xưa bố mẹ cô đã xây đắp cho ngôi nhà của mình vậy. Là một người phụ nữ bình thường muốn giữ được hạnh phúc gia đình đã khó, là một người phụ nữ hoạt động nghệ thuật mà giữ được hạnh phúc gia đình lại càng khó hơn, bởi sẽ rất khó để có thể chu toàn cả công việc lẫn gia đình. Thế nên có không ít người hoặc phải hy sinh hạnh phúc riêng để có thể sống trọn vẹn với nghề, hoặc phải bỏ nghề để chọn cuộc sống gia đình. Ấy vậy mà với Đinh Y Nhung, cô lại có thể làm trọn vẹn được cùng lúc cả hai việc. Là người có tính chu toàn nên cô không cho phép mình lựa chọn mà phải làm thật tốt cả hai, gia đình và công việc. Cô hiểu, trên đời không có gì hoàn hảo, nhưng chỉ cần mình cho nó hoàn hảo là mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo thôi. Hơn nữa, cô lại là người khá giỏi trong việc cân bằng cuộc sống của mình sau những áp lực, nên mọi thứ đến với cô đều trở nên nhẹ nhàng. Hiện tại, ngoài việc tham gia các dự án phim ảnh, cô còn dành ít thời gian để kinh doanh, xem đó như là niềm vui thứ hai của mình.